Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Top Hoa ngữ. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình nhìn ngắm lại những cảnh quay đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh tại phim trường Hữu Phỉ. Thank you.
ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.